mời cả nhà theo dõi trận giao lưu bóng chuyền hơi nữ giữa đội cầu xe 1 trong trang phục áo vàng và cầu xe 2 trong trang phục áo xanh. Điểm số 1-0 cho cầu xe 1. Minh Tâm phát bóng. Bóng phát ra ngoài. Điểm cho cầu xe 2, 1-1. Thanh Hồng phát bóng. Bóng đánh nổi, điểm cho cầu xe 1. 2-1. Hồng Nhung phát bóng. Bóng đánh hỏng, điểm cho cầu xe 2. 2-2. Thanh Hồng của đội cầu xe 2 phát bóng. Cho cầu xe 2, 3-2. Tí Mùi cầu xe 2 phát bóng. Xin lỗi cả nhà, Hồng Mai của cầu xe 2 phát bóng. Án đánh trong sân. Bóng đánh đẹp, điểm cho cầu xe 2. 4-2. Trong. Trong sân nhiều, vẫn còn trong sân. Thí Mùi phát bóng. Bóng đỡ hỏng, điểm cho cầu xe 2, 5-2. Thanh Hồng của đội cầu xe 2 phát bóng. Bóng bỏ đẹp, điểm cho cầu xe 2, 6-2. Bóng đánh ra ngoài, điểm cho cầu xe 2, 7-2. Nhảy trong vạch, bóng đánh nổi, điểm cho cầu xe 2, 8-2. Bóng đánh ra ngoài. Điểm cho cầu xe 1-3-8. Đây thì phát mấy cột nữa thì gì rồi.
Bóng phát không qua. Điểm cho cầu xe 2 9 3. Quý Mùi phát bóng. Bóng đánh ra ngoài, điểm cho cầu xe 2 13. Anh Hồng của đội cầu xe 2 phát bóng. Bóng đỡ ra ngoài. Điểm cho cầu xe 2 11 3. Bóng đánh hỏng, điểm cho cầu xe 1, 4-11. Thu Phương phát bóng. Bóng đánh hỏng, điểm cho cầu xe 1, 5-11. Thu Trang của đội cầu xe 1 phát bóng. Bóng đánh ra ngoài, điểm cho cầu xe 2, 12-5. Anh Hồng phát bóng. Bóng đánh hỏng, điểm cho cầu xe 2, 13-5. Thanh Mai phát bóng. Bóng đánh ra ngoài, điểm cho cầu xe 1, 6-13. Hồng Nhung của cầu xe 1 phát bóng. Bóng đỡ hỏng, điểm cho cầu xe 2, 14-6. Thúy Mùi của cầu xe 2 phát bóng. Cầu xe 2 đánh bóng hỏng, điểm cho cầu xe 1, 7-14. Minh Tâm của cầu xe 1 phát bóng. Bóng đánh ra ngoài, điểm cho cầu xe 2, 15-7. Bóng không qua lưới, điểm cho cầu xe 1, 8-15. Thu Trang cầu xe 1 phát bóng.
bóng đánh ra ngoài, điểm cho cầu C2, 16-8. Thanh Lan của đội cầu C2 phát bóng. Bóng đánh ra ngoài rồi. Điểm cho cầu C1, 9-16. Thanh Bình của cầu C1 phát bóng. Bóng đánh chưa qua lưới. Điểm bóng cho cầu C1, 10-16. Thu Phương của đội cầu C phát bóng. Cầu C1. Bóng đánh đẹp. Điểm cho đội cầu C1, 11-16. Hồng Nhung của cầu C1 phát bóng. Bóng quả chỗ đẹp. Điểm cho cầu C2, 17-11. Bóng đánh đẹp, điểm cho cầu C1, 12-17. Minh Tâm của đội cầu C1 phát bóng. Bóng đánh ra ngoài. Điểm cho cầu C1, 13-17. Thu Trang cầu C1 phát bóng. Điểm cho cầu C1, 14-17. Thanh Bình cầu C1 phát bóng. Cầu C2 ăn, bóng trong rồi. Đây này, đây này. Bóng đánh ra ngoài. Điểm cho cầu C2, 18-14. Thank you.
Bóng đánh lỗi, điểm cho cầu xe 1, 15-18. Đây còn một trận chiến ở dưới nhà nhẹn nữa mà. Không bàn được. Không bàn. Thôi đành phần ở đấy mà. Bóng phát, ăn điểm trực tiếp, điểm cho đội cầu xe 1, 16-18. Anh Bình phát bóng. Bóng truyền lỗi, điểm cho đội cầu xe 2, 19-16. Quý Mùi phát bóng. Điểm cho đội cầu xe 2, 20-16. Anh Hồng của cầu xe 2 phát bóng. Ôi giời ơi. Bóng đánh hồng, điểm cho cầu xe 2. 21-16, chung cuộc xếp thứ nhất. Cầu xe 2 thắng cầu xe 1 với tỷ số 21-16. Hai đội đổi sân thi đấu xét thứ hai. Đội cầu xe 1 có sự thay đổi người, cầu thủ Hồng Huê vào sân và cầu thủ Hồng Nhung ra ngoài sân. Hồng Huê của đội cầu xe 1 phát bóng. Xét 2 bắt đầu. Điểm cho đội cầu xe 2. 1-0. Thanh Lan của đội cầu xe 2 phát bóng. Bóng đánh không qua lưới. Điểm cho đội cầu xe 1, 1-0. Bóng phát không qua. Bóng bắt, bóng phát của cầu thủ Thu Trang đội cầu xe 1 không qua lưới. Điểm cho đội cầu xe 2, 2-1. Bóng hỏng. Điểm cho đội cầu xe 2, 3-1. Nào đôi vịt nữa là được. Bóng đánh không qua lưới. Điểm cho đội cầu xe 2, 4-1. Tí Mùi của cầu xe 2 phát bóng.
Nhảy bóng rồi. Đánh bóng nổi. Điểm cho cầu xe 2. 5-1. Nhảy trong ngoài rồi. Đánh bóng nổi. Điểm cho đội cầu xe 2. 6-1. Đánh bóng hỏng, điểm cho cầu xe 1-2-6. Thanh bình của đội cầu xe, một phát bóng. Đánh bóng hậu, điểm cho cầu xe 2. 7-2. Huyền, Thanh Huyền của đội cầu xe 2 phát bóng. Đánh bóng nổi. Điểm cho đội cầu xe 1. 3-7. Quả bóng không nhớ với nhau. Quả điểm cho cầu xe 2-8-3. Bóng phát ra ngoài. Điểm cho cầu xe 1-4-8. Bóng đánh hỏng, điểm cho cầu xe 1-5-8. Bóng đánh nổi. Điểm bóng cho cầu xe 1-6-8. Bóng đánh không qua lưới, điểm cho cầu xe 2. 9-7. Ý mùi của cầu xe 2 phát bóng.
vào họng. Từ sang kia đồng viên bạn kia nhỉ. Điểm cho đội cầu xe 189. Đập đúng trọng trọng tâm bóng, đập nặng. Chín đều. Không. Đã có con mũi nào chị? Mũi bay đầy nhưng nó không đốt. Sao chị thơm? Sao chị mũi không đốt? Ra, em không đốt. Bóng phát không qua. Điểm cho đội cầu xe 2. Người thì hoài, cái thịt sống thì hoài đấy chứ làm sao ở anh thì canh đâu làm gì. Bóng đánh ra ngoài rồi. Điểm bóng cho cầu xe 2. 11-9. Ngoài rồi. Bóng đánh ra ngoài. Điểm cho cầu xe 2. 12-9. Khí mùi phát bóng. Không qua lưới. Điểm cho đội cầu xe 1. 10-12. Đánh bóng nổi. Điểm bóng cho cầu xe 2. 13-10. Vâng, giày chị nốt được. Điểm cho cầu xe 2. 14-10. Đánh cầu xe 1 đánh bóng hỏng. Điểm cho cầu xe 2. 15-10. Chính rồi, không sợ.
Chờ tí đang đánh. Chờ tí. Đánh nốt đi em ơi. Đánh nốt đi, đánh nốt đi. Sắp hết rồi. Bây giờ là không cần đấy rồi, không cần ăn nữa rồi. 16 11. À, con gái đi. Hả? Con gái đi hả? Dễ bắt lắm. Đấy, đánh thế đẹp kìa. Ừ, và đánh nói rồi, đánh bóng không qua, điểm cho cầu C2. 17-11. Tí mùi của cầu C2 phát bóng. Hai đội cố lên. Bình thường viên cố lên. Mùi chứ đỡ được ấy. Cầu C2 đánh bóng nổi, điểm bóng cho cầu C1, 12-17. Thu Trang của cầu C2, cầu C1 thôi đấy. Bóng đánh nổi, điểm cho cầu C1, 13-17. Ôi, rúm vào kia, đi phóng vào góc kia đi. Đánh bóng không qua. Điểm bóng cho cầu C2, 18 rồi, 18-13. Đi đi tập rồi, công rồi. Đánh bóng đội cầu C1 đánh bóng nổi, điểm cho cầu C2, 19-13. Đánh căng thẳng quá. Đánh căng thẳng quá rồi. Ôi, đánh bóng không qua, điểm cho cầu C2, 20-13. Một điểm nữa là cầu C2 kết thúc xét đấu thứ hai. Ủi ui. Anh thắng. Không phân tán mẹ mày. Cầu C2 đánh bóng nổi, điểm cho cầu C1, 14-20.
Bóng đánh đẹp, điểm cho cầu xe 2, 21-14. Chung cuộc cầu xe 2 thắng cầu xe 1, 2-0. Xin chào cả nhà nha.